Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 3, Hội đồng Dân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề khóa 10. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và các phó chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Trần Phước Sơn, Nguyễn Thị Anh Thi đồng chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung trình Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại kỳ họp này, Hội đồng Chân dân thành phố Húng Đà Nẵng sẽ xem xét thảo luận bàn bạc và thông qua 12 tờ trình và dự thảo nghị quyết về các chủ trương chính sách quan trọng là căn cứ pháp lý để ban nhân dân thành phố Húng tiếp tục triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới như điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021 chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B thuộc thẩm quyền của Hội đồng Dân dân thành phố về chính sách hỗ trợ các ban quản lý chợ quận do miễn tiền sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021 đặc biệt thông qua quy hoạch thành phố Đà Nẵng từ kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 vừa cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Quốc hội thông qua theo nghị quyết số 81 năm 2023 quy 15 ngày 9 tháng 1 năm 2023 quy hoạch vùng đảm bảo phát huy được đúng vai trò, vị thế và tiềm năng của thành phố Đà Nẵng theo tinh thần nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị.